Bộ kế quỷ cốt tử phần hai sách phản ứng phản ứng chi sách. Một, ngày xưa, người ta săn muôn thú trước là gian bẫy, bổ lưới, sau đó người ta ném đá hay đánh vào đá hoặc một vật gì đó, làm cho muôn thú hoảng sợ, phản ứng, chạy ra khỏi hang ổ, nơi ẩn nấp và xa vào lưới. Do đó, có thành ngữ đầu thạch vấn lộ, ném đá hỏi đường, là đánh động sau đó quan sát phản ứng thăm dò động tĩnh của đối phương và từ đó ra tay hành động. 2. Thuật phản ứng dựa trên cơ sở động và tĩnh của âm dương, trên quy luật đồng thanh thì hô ứng, cùng một đạo, cùng một đường lối thì đồng quy với nhau, cùng quy về một mối đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. 3. Thuật phản ứng được áp dụng trên nhiều lĩnh vực. A. Dùng để ôn chuyện của hiểu chuyện mới, ôn cố tri tân phản là biết quá khứ ứng là biết hiện tại những gì hợp với hiện tại thì giữ gìn và ứng dụng cái gì không còn thích hợp với hiện tại thì loại trừ phải tìm hiểu quá khứ mới hiểu được hiện tại hiểu được hiện tại mới biết được tương lai b dùng để hiểu mình hiểu người muốn hiểu rõ người khác thì trước hết phải tự hiểu chính mình hiểu người là trí hiểu mình là sáng suốt có sáng suốt mới sinh ra trí và có trí mới sinh ra sự sáng suốt c về phương diện ngoại giao du thuyết và hành động muốn đối phương nói thì ta phải im lặng muốn đối phương duỗi thì ta phải co muốn đối phương cao thì ta phải thấp muốn đối phương thu lại thì ta phải phóng ra d trong đối thoại khi đối phương phát ngôn ta nên lắng nghe và lưu ý xét kỹ về thái độ sự tình đạo lý sách lược thái độ là vui buồn giận ghét lý luận là chỗ nào hợp lý chỗ nào không hợp lý sự tình chỗ nào là thật chỗ nào là giả đạo lý sách lược thì đâu là sự tương đồng đâu là sự không tương đồng e về hung biện và tranh luận dựa vào quy luật đồng thanh hô ứng tạo sự hô ứng giữa ta với người đối thoại. Thu hút đối phương vào cuộc tranh luận, đối thoại như nam châm thu hút sắt, như móc mồi cho cá cắn câu, dằn lưới để săn bắt muôn thú. Mục đích dẫn dụ đối phương nói lên sự thật, bộc lộ ý chí, xu hướng và cuối cùng đối phương phải theo sách lược đường lối do ta đề xướng. 4. Khi sử dụng thuật phản ứng Phải cực kỳ thuần thục, chính xác như hậu nghệ bắn tên tự nhiên linh động như cá bơi lội trong nước thì mới thành công như đã nói dường gọi là quân đạo hoặc là thiên đạo tượng hình tròn âm gọi là thần đạo hoặc quân đạo hoặc địa đạo tượng hình vuông sau khi dùng thiên đạo để phát hiện dẫn dụ đối phương thì dùng địa đạo để phụng sự cho thiên đạo năm thuật phản ứng gồm có các mưu kế dĩ giả cầu chân lấy giả làm thật. Đầu thạch vấn lộ ném đá hỏi đường. Dĩ tỉnh chế động lấy tịnh chế động. Giả si bất điên giả ngu nhưng không điên. Kế thứ nhất, dĩ giả cầu chân lấy giả làm thật. Dĩ giả cầu chân là lấy chuyện giả làm chuyện thật để đánh vào tâm lý của đối phương kích động đối phương. Kế này dựa trên nguyên tắc đồng thanh tương ứng hoặc còn gọi là đồng thanh tương hô thật lý đồng quy xét cho cùng ai cũng có danh dự quyền lợi cuộc sống riêng khi quyền lợi danh dự cuộc sống riêng bị xúc phạm hoặc đe dọa nặng nề thì dễ dàng phản ứng bộc lộ cá tính quyết tâm bảo vệ danh dự quyền lợi và cuộc sống của mình thí dụ a một nền đồng tước trong việc liên kết với lưu bị để đánh tàu ngô quốc thái thấy tôn quyền nghi hoặc không quyết mới bảo khi hấp hối mẹ con dặn phải theo lời di chúc của bá Phu là phàm công việc trong nước không quyết định thì hỏi trương chiêu việc bên ngoài không quyết định được thì hỏi chu du này sao không cho mời chu du về mà hỏi quyền mừng lắm lập tức sai sứ ra phiên dương mời chu du về bàn việc chiều hôm ấy được tin lỗ túc đưa khổng minh đến dù ra tận cửa đón vào thì lễ xong chìa ngồi chủ khách ngồi chơi túc hỏi chu du rằng nay tào tháo huy động lực lượng lấn chiếm miền nam hòa với đánh chỉ có hai con đường chúa công chưa quyết định cốt đợi tướng quân ý kiến tướng quân thế nào du nói tào tháo mượn tiếng thiên tử thì không nên kháng cự vả lại thế tàu to lắm chưa dễ địch nổi đánh thì tất thua mà hàng thì dễ yên ý ta đã quyết ngày mai ta vào hầu chúa công xin sai sứ đi hàng tàu lỗ túc ngạc nhiên nói ông nói lầm rồi cơ nghiệp giang đông đã trải qua ba đời rồi sao một chốc để vào tay người khác tôn bá phù trước đã dặn phàm công việc ngoài phó thác cho tướng quân chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân giữ sao cho cơ nghiệp đông Ngô vững như núi thái sơn chẳng dè tướng quân cũng theo lời mấy đứa hèn nhát đó sao Du nói, sáu quận Giang Đông, nhân dân đông đúc biết bao. Này nếu bị nạn binh đào tất quy oán cho ta, nên ta nhất định xin hàng. Lỗ Túc nói, không thể được, tướng quân là bậc đại anh hùng, đông ngô là nơi hiểm trở, vị tất tào tháo đã làm mưa làm gió gì được. Hai người cùng tranh luận, khổng minh chỉ thu tay cười mát. Du hỏi, tiên sinh có việc gì mà phải cười? khổng minh đáp tôi có cười gì đâu chỉ cười tử kính không thức thời túc hỏi sao tiên sinh bảo tôi không thức thời khổng minh đáp công cẩn hàng tàu rất hợp lẽ du nói khổng minh là người thức thời tất một lòng như ta túc nói khổng minh sao ông lại nói thế khổng minh đáp tháo rất giỏi việc dùng binh thiên hạ không ai địch nổi trước chỉ có lã bố viên thiệu viên thuật lưu biểu là dám chống cự mấy người ấy đều bị giết cả rồi thiên hạ không còn ai nữa chỉ có lưu dự châu là không thức thời mới dám ngượng gạo chống lại nay thân cô thế cô ở đất giang hạ mất còn chưa hiểu ra sao tướng quân quyết kế hàng tàu để bảo toàn vợ con phú quý còn như vận nước đổi thay phó mặt trời có chi đáng tiếc Lỗ túc giận lắm nói. Ngươi muốn cho chủ ta uống gối chịu nhục với lũ giặc nước à? Khổng Minh nói. Ta có một kế không cần đến khiên dê gánh rượu, không phải nộp nước dân ấn, không cần phải thân sang sông, chỉ sai xứ với chiếc thuyền nhẹ đưa hai người sang sông mà thôi. Tào tháo mà được hai người ấy, thì lập tức trăm vạn quần cũng cởi giáp, cuốn cờ rút lui ngay. Dù hỏi, dùng hai người nào mà lui được quân tàu khổng minh nói đất gian đông mà bỏ hai người ấy bất quá như cây to rụng cái lá kho lớn mất một hạt thóc nhưng tàu tháo được hai người ấy lập tức sẽ cuốn cờ cải giáp vui mừng rút lui ngay du lại hỏi hai người nào khổng minh nói khi tôi còn ở long trung nghe tin tàu tháo mới dựng cái đài ở trên sông chương hà gọi là đài đồng tước, trang hoàng lịch sự, rồi kén những con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy trong đó. Tháo vốn là đồ hiếu sắc, biết bên Giang Đông ông Kiếu Công có hai người con gái, còn lớn là Đại Kiều, còn nhỏ là Tiểu Kiều. Hai người đều nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Tào Tháo từng thê rằng, một là ta thê đạp bằng bốn bể, dựng nên nghiệp hoàng đế, hai là lấy được hai chị em nàng kiều ở Giang Đông, đem về đài đồng tước để vui tuổi già, thì giữ chết cũng không tiếc gì đời nữa. Này sao không tìm kiều công, đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái rồi sai người mang dân cho Tào Tháo. Tào Tháo mãn nguyện tất rút quân về, đó cũng là kế phạm lãi dân Tây Thi cho Ngô Vương, sau không kiếp làm đi. Dù hỏi, có gì làm chứng về việc Tào Tháo muốn được hai nàng kiều không? Khổng Minh nói, con nhỏ Tào Tháo là Tào Thật, tự là tử kiến, có tài đặt bút thành văn. Tháo sai là một bài phú, gọi là phú đai đồng tước. Ý chính trong bài phú ấy, chỉ nói về nhà Tào nếu làm thiên tử thì sẽ lấy cho kỳ được hai nàng kiều. Dù hỏi, ông có nhớ bài phú ấy không? Khổng Minh nói, tôi thích lời văn hoa Mỹ của bài ấy, nên cũng thuộc. Dù hỏi, xin thử đọc cho nghe. Khổng Minh đọc luôn bài phú, trong bài có mấy câu. Lập xong đài ư tả hữu hề. Hữu Ngọc Long giữ kim phụng. Lãm nhị kiều ư đông nam hề. Lạc chiêu tịch chí giữ cộng. Tạm dịch, dựng hai đài bên trái bên phải có đài Ngọc Long, có đài kim phụng nhốt hai nàng kiều bên đông nam để sớm chiều cùng vui vầy. Chu Du nghe xong mấy câu ấy đỏ mặt tí tai, đứng phát dậy trỏ tay về phương Bắc mà mắng rằng, thằng giặc tàu này khinh ta quá chừng. Khổng Minh vội ngăn lại, ngày xưa chú rợ hung nô hay xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó, để cầu hòa, này tướng quân tiếc làm chi hai con gái thường dân ấy. Du nói, ông chưa rõ, Đại Kiều là vợ Tôn Bá Phu, Tiểu Kiều là vợ Du đó. Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói. Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mổ, tôi thật đáng chết, đáng chết. Chu Du nói, ta thề cùng thằng giặc già một còn một mất. Khổng Minh nói, tướng quân nên nghĩ cho chính, kẻo hối về sau. Du nói, ta đã vâng lời tôn bá phù ủy thác, có lẽ đâu hạ mình mà hàng tàu. Vừa rồi ta nói như thế, là thử lòng nhau đó thôi. Từ khi ta ở phiên dung về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc. Dù giao kề đầu cũng không lay được. Xin khổng minh giúp ta một tay, cùng phá giặc tàu. Khổng minh nói, nếu ngài không bỏ lượng, thì lượng xin đem hết lòng khuyển mã, sớm tối vâng lời sai khiến. Du nói, ngày mai ta vào ý kiến chúa công, sẽ bàn ngay việc cất quân. Khổng Minh và Lỗ Túc từ biệt Chu Du ra về. Lạm bàn, đây là cuộc gặp gỡ lần đầu hai kỳ tài thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Chu Du. Một, Du định muốn đánh nhưng chưa rõ lực lượng của Tào Tháo, giấu ý nghĩ của mình nói hàng Tào để thăm dò ý kiến của khổng minh thuật đóng mở. Khổng minh tương kế tự kế, dùng thuật đóng mở, khuyên Chu Du hàng, cố ý xem thường Chu Du không bằng những anh hùng hào kiệt của thời ấy dù không phải là địch thủ của tào hai lòng trong thuật úp mở là thuật lý giả làm thật để đánh vào tâm lý chu du qua những bước khá rõ cố tình đổi nhị kiều kiều là cầu ra nhị kiều đại kiều tiểu kiều cố tình không biết đại kiều là vợ tôn bá phù tiểu kiều là vợ chu du là một đại anh hùng tất nhiên chu du không thể bị xem thường khinh miệt khi nghe Tào Tháo muốn bắt vợ mình về nhốt ở Đồng Tước để hưởng lạc. Danh dự bị xúc phạm, đời sống riêng tư bị đe dọa cho nên tước khí sung thiên, vô hình trung lọt vào bẫy của Khổng Minh. Khổng Minh còn bồi thêm một đòn tâm lý nữa bằng cách hỏi Chu Du, tướng quân nghĩ cho chính để khỏi hối về sau. Thế là Du bày tỏ luôn ý định của mình, không còn úp mở, vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó thôi. 3. Từ những bậc anh hùng đến những người bình thường ai cũng có lòng tự trọng, tự tôn và tự ái cá nhân, có gia đình vợ con, quyền lợi riêng tư. Khi lòng tự trọng, tự ái, tự tôn bị chà đạp, vợ con gia đình bị xâm phạm, quyền lợi bị tước đoạt, tất nhiên có sự phản ứng, căm giận, từ đó tìm cách chống lại hoặc trả thù. 4. Sự giả dối, lừa dối của khổng minh được che đậy dưới lớp vỏ khôn khéo thật gợ hại cộng với cơn giận của chu du thì ngọn lửa chiến tranh nam bắc bắt đầu bùng cháy năm kế dĩ giả cầu chân tương tự kế khích tướng khích động lòng người chọc giận Chọc tức làm cho người ta tự ái đem hết sức lực ra để ganh đua hoặc tìm cách trả thù. Ví dụ, Tô Tần chốc tức Trương Nghi để Trương Nghi tìm cách vào Đức Tần độ thượng đời hán tự đốt trại mình để khích động lòng quân sĩ. Thí dụ B, khi vàng bạc thành tro, độ thượng muốn dẹp hai tên cướp, thế lực khá mạnh, ẩn trong rừng sâu lá phan hồng và phốc dương, nhưng lâu ngày không thể nào đánh dẹp được. Quân lính của độ thượng trong thời gian hành quân, ai nấy cũng vơ vét được một số vàng bạc của cải cất giấu trong trại, lương thực khá dồi dào, lại thêm hàng ngày săn bắn kiếm được nhiều muôn thú nên đời sống đầy đủ ít ai nghĩ đến chuyện đánh giặc một hôm quân sĩ theo lệ vào rừng săn bắn độ thượng lén tự đốt sạch cả doanh trại và phao tin là quân của hai tên cướp phan hồng và phúc dương đột nhập tấn công quân lính độ thượng săn về thấy của cải vàng bạc lương thực thành đống tro ai nấy đều tức giận biết là lòng cầm giận của binh sĩ lên cao độ thượng ra lệnh xuất kích. Quân độ thượng hăng hái sụp sạo truy lùng, bị tấn công bất ngờ và táo bạo, bọn cướp không kịp trở tay, bị đánh tan tác. Phan Hồng và Phốc Dương chết trong đám loạn quân. Kế thứ hai, đầu thạch vấn lộ ném đá hỏi đường. Đầu thạch vấn lộ tượng như là ném đá hỏi đường. Trước là ném đá, sau đó là nghe ngóng sự động tĩnh và cuối cùng là đi đến quyết định hành động cho thích hợp với hoàn cảnh. Thí dụ A, giá cái đầu giữa chợ. Từ đời Tề Tuyên Vương, Tô Tần được trọng dụng nên bọn tả hữu quý thép có nhiều người ghen ghét, đến đời Mân Vương vẫn tin yêu Tô Tần. Nhưng từ lúc Mân Vương không nghe kế Tô Tần nữa, mà nghe kế của Mạnh Thường Quân, đã có lòng ghen ghét Tô Tần, một tráng sĩ dắt đồ nhọn sắc lẻn vào đâm Tô Tần ở trong triều. Tô Tần bị đâm thủng bụng, lấy tay bịt lại chạy tới kêu với Mân Vương. Mân Vương sai bắt hung thủ đã chạy thoát. Tô Tần nói, sau khi hạ thần đã chết, xin đại vương chiếm đầu hạ thần cho người sao lên ở ngoài chợ rằng Tô Tần vì nước yên đến làm phản gián tề. Này mày đã giết chết được Tô Tần rồi, có người nào biết được việc kín của Tô Tần đến tố cáo, sẽ thưởng cho ngàn vàng, như vậy có thể bắt được hung thủ nói xong rút mũi nhọn ở trong bụng ra máu chảy đầy đất mà chết mừng vương nghe theo lời tô tần chém đầu tô tần đem hiệu lệnh ở trong chợ bỗng có người đi qua dưới cái đầu thấy có treo thưởng liền khoe với mọi người rằng kẻ giết tô tần là tôi đây thị lại bèn bắt trói lại dẫn vào nộp mừng vương vua sai đem trà tấn quả nhiên ra được người chủ mưu trị tội tru diệt mất và nhà Lạm bàn một Tô Tần biết sau khi mình chết không dùng kế chặt đầu treo giữa chợ với tội phản gián cho tề, thì sẽ không bao giờ tìm ra hung thủ. Là thủ đoạn đầu thạch. Khi có người tự khoe mình giết Tô Tần để lãnh thưởng thì thủ phạm đã lộ ra, tượng như hỏi ra đường. 2. Tương tự kế này là kế đã thảo kinh xà, đập vào cỏ làm cho rắn sợ phải bò từ trong hang ra là cách dẫn dụ cho rắn ra khỏi động. Trong khi nghi hoặc không thấy rõ đối phương thì đánh vào cỏ, tức là hành động do thám trinh sát, đe dọa, dẫn dụ, buộc đối phương kinh sợ phải lộ diện. Thí dụ B, tám lạng gặp nửa cân. Chu Du muốn lấy lại Kinh Châu nảy ra một kế, nói với lỗ túc. Lưu bị chết vợ tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa Công có cô em gái can trường lắm luôn có vài trăm thị tỳ cấp gươm hầu bên cạnh trong phòng bày la liệt đủ thứ vũ khí ngay đàn ông cũng không giỏi bằng tài dân thư lên chú công xin cho người sang kinh châu làm mối dụ lưu bị sang đến hôn rồi lừa hắn đến nam từ không gã người cho mà bắt giam lại đoạn sai người đến đòi kinh châu đánh đổi lưu bị khi nào lấy được kinh châu ta lại liệu như thế tử kính không phải lo gì nữa lỗ túc bái tạ. Chu Du viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa lỗ túc sang Nam từ ra mắt tôn quyền. Đến nơi, trước hết túc trình bày việc Kinh Châu và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao người hồ đồ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, đồ đốt có thư đệ trình, bảo dùng kế đó thì sẽ lấy lại được Kinh Châu. Quyền xem xong, gật đầu mừng thầm nghĩ bụng ai có thể đi được nhỉ rồi sực nhớ ra quyền nói chỉ có lã phạm mới làm nổi việc này liền cho gọi lã phạm vào bảo rằng ta nghe lưu huyền đức mới quá vợ ta có người em gái muốn kén y làm rễ kết thân với nhau đồng tâm phá tàu để giúp nhà hán ngoài tử hành ra không ai có thể làm muối được mong người sang ngay kinh châu cho ta Lã Phạm Vân Mệnh thu xếp thuyền bè mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu. Lại nói, huyền đức từ khi mất cam phu nhân, ngày đêm buồn rầu. Một hôm, đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh, sự có tin báo đông ngô sai lã phạm đến. Khổng Minh cười nói, đây lại là mưu mô gì của chu Du về chuyện Kinh Châu thôi, tôi ngồi nghe ở sau bình phong. Sứ giả có nói việc gì, chú công cứ việc nhận lời và giữ họ nghỉ ngơi ở nhà khách, rồi sau sẽ hay. Huyền Đức cho mời Lã Phạm vào. Chào hỏi xong, trà nước đâu đấy? Huyền Đức hỏi. Tử hành lại đây chắc có việc gì dạy bảo. Phạm nói. Tôi nghe hoàng thúc thất ngẫu, nay có một nơi xứng đáng lắm, nên mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý hoàng thúc thế nào. Huyền Đức nói. Nửa đời quá vợ là một sự rất không may, nay nấm mồ còn chưa xanh cỏ, sao dám vội bàn chuyện lấy vợ khác. Phạm nói, người ta có vợ, như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân. Chú công tôi có một cô em gái có nhan sắc, lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi đỡ ngài được. Nếu hai nhà kết thân tầng, tấn với nhau, thì giặc tàu chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều vẹn cả, xin hoàng thúc chớ ngại. Song Ngô Quốc Thái tôi yêu thương cô gái Út lắm, không muốn gả trùng xa, chỉ muốn mời hoàng thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân. Huyền Đức hỏi, việc này Ngô hầu có biết không? Phạm đáp, chưa bẩm với Ngô hầu, có đâu tôi dám đến đây. Huyền Đức nói, ta đã nửa đời người, đầu tóc hoa râm, Em gái ngô hầu đang độ son trẻ, e không xứng đôi phải lứa. Em ngô hầu tuy là con gái, nhưng chí khí hơn cả nam nhi. Cô ấy thường nói, không phải người anh hùng nhất thiên hạ, ta không thèm lấy. Hoàng thúc tiến tâm lần lễ cả bốn bể, chính là thục nữ sánh với người quân tử, có ngại gì tuổi nhiều hay ít. Huyền Đức nói, vậy ông hãy ở chơi đây, đến mai sẽ xin nói lại hôm ấy huyền đức mở tiệc khoản đãi lã phạm rồi lưu lại nhà khách đến tối huyền đức bàn với khổng minh khổng minh nói ý tứ của họ thế nào tôi đã biết cả rồi tôi vừa bói dịch được một quẻ đại cát chú công cứ nhận lời đi mai nên sai tôn càng đi theo lã phạm sang thư chuyện với ngô hầu hứa hẹn xong rồi ta sẽ chọn ngày sang cưới huyền đức nói chu du lập mưu muốn hại ta sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm khổng minh cười nói chu du tuy giỏi dùng mưu nhưng che sao được mắt tôi tôi chỉ dùng một chút mẹo nhỏ khiến chu du không thò được ngón gì mà em gái ngô hầu lại về tay chúa công kinh châu cũng vẫn như bàn thạch huyền đức vẫn còn hoài nghi khổng minh sai ngay tôn càng cứ việc sang giang nam nói việc hôn nhân Tôn Càng Vân Mệnh cùng đi với Lã Phạm Sang ra mắt Tôn Quyền Quyền nói Ta muốn gả em gái cho Huyền Đức, chứ không có bụng dạ nào khác. Tôn Càng lạy tạ, về thư chuyện lại với Huyền Đức, nói ngô hầu chỉ mong chúa công sang làm lễ thành hôn. Huyền Đức ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói Tôi đã định sẵn ba kế, việc này phi tử Long đi không xong. Bèn gọi tử Long đến cạnh, ghé tai dặn rằng người bảo vệ chúa công sang đông ngô nên nhận lấy ba cẩm nang này trong đó có ba kế rất hay cứ theo thứ tự mà làm nói đoạn đưa ba cẩm nang cho vân giấu kỹ trong người đoạn khổng minh sai người sang đông ngô dâng lễ cưới trước lễ vật đầy đủ không thiếu gì tháng 10 mùa đông năm kiến an thứ 14, huyền đức cùng với triệu vân tôn càng thu xếp chục chiếc thuyền tốc hành mang theo 500 quân sĩ dời Kinh Châu sang Nam Từ. Mọi việc ở Kinh Châu đều giao cho khổng minh trông coi. Huyền Đức trong lòng ấy nấy không yên. Khi thuyền đã đến Nam Từ, vân tự nhủ. Quân sư trao cho ba kế hay, dặn cứ thứ tự làm theo. Này đã đến đây, phải mở túi thứ nhất ra xem mới được. Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ, dặn bảo các việc lại nói với Huyền Đức vào ra mắt Kiều Quốc Lão trước. Cụ này nguyên là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Từ. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến Quốc Lão, thuật lại việc lã phạm sang làm mối tôn phu nhân. 500 quân sĩ, người áo thắm, kẻ quần điều, tấp nập ra phố mua bán đồ vật, nói toán lên rằng Huyền Đức vào làm rễ đông ngô. Mọi người trong thành đều biết chuyện cả tôn quyền thấy huyền đức đã đến sai lã phạm ra đón tiếp mời đến nhà khách nghỉ ngơi đây nói kiều quốc lão gặp huyền đức xong vào ngay trong cung chúc mừng ngô quốc thái quốc thái hỏi có việc gì mà mừng kiều quốc lão đáp cô em đã gả cho huyền đức làm phu nhân nay chàng rể đã sang đây rồi sao còn giấu tôi quốc thái ngạc nhiên nói quả thật tôi không biết gì hết Lập tức một mặt quốc thái cho gọi ngô hầu lại hỏi xem hư thật ra sao. Một mặt cho người ra phố xá nghe ngóng tình hình mọi người đều nói rằng. Quả có việc ấy thật. Chàng rể mới đã nghỉ ở nhà khách. 500 quân sĩ đi theo đang tiếu tích mua sắm dê lợn. Hòa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái là lã phạm. Bên nhà trai thì tôn càng. Hai người làm mối. Hiện đã ở cả nơi nhà khách tiếp đãi nhau quốc thái giật mình một lát tôn quyền vào quốc thái cứ đấm bụng khóc ầm lên quyền hỏi sao thân mẫu phiền não thế quốc thái nói mày thật không coi tao ra gì nữa rồi khi chị ta lâm chung dặn mày những câu gì quyền thất kinh hỏi mẫu thân có điều gì cứ cho con biết sao lại khổ sở như vậy quốc thái nói trai khôn dựng vợ gái lớn gã chồng vẫn là lẽ thường xưa nay tao là mẹ mày có việc gì cũng phải nói với tao trước mới phải chứ nay mày đem em gã cho lưu huyền đức sao mày lại giấu tao con gái phải quyền ở tao chớ quyền giật mình hỏi mẫu thân nghe chuyện ấy ở đâu vậy trừ khi không làm thì mới không biết thôi nay trăm họ trong thành ai ai cũng biết cả mày lại còn giấu giếm gì Kiều quốc lão nói. Lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi, nay vào mừng đấy. Quyền nói, không phải đâu. Đó là kế của Chu Du, vì muốn lấy Kinh Châu, cho nên mượn tiếng như thế. Cốt lừa lưu bị đến đây, bắt giam lại, đổi lấy Kinh Châu, nếu không nghe thì giết đi. Đó là mưu kế chứ không phải là sự thật. Quốc Thái nổi giận, mắng Chu Du rằng, Ngươi làm đại đô đốc sáu quận 81 châu, không nghĩ được một mưu gì để lấy kinh châu mà phải mượn tiếng con gái bà, dùng kế mỹ nhân. Lưu Bị bị giết, con bà chưa chồng, mà té ra mang tiếng quá bụa, còn ai lấy nữa, có phải lỡ cả một đời con gái bà không? Thế cũng đòi lập mưu với mẹo. Kiều Quốc Lão nói, nếu dùng kế ấy, dù có lấy lại được kinh châu, cũng bị thiên hạ chê cười. Tôn Quyền ngồi im thinh thích, quốc thái thì cứ chửi mắng chu du không ngớt miệng, kiều quốc lão can rằng. Việc đã lỡ thế này rồi, nhưng xét lưu huyền đức cũng là tôn thân nhà hán, chi bằng gã đi, kẻo mang tiếng xấu. Quyền nói, e không vừa đôi phải lứa. Kiều quốc lão nói, lưu hoàng thúc là hào kiệt đời nay, nếu kén được người rể ấy cũng xứng đáng, không nhục gì cô em đâu quốc thái nói ta chưa biết mặt lưu hoàng thúc ra sao ngày mai mời đến chùa cam lộ cho ta xem mặt nếu không vừa ý ta thì mặc cho bọn ngươi muốn làm thế nào thì làm nếu vừa ý thì ta gả quách con ta cho hoàng thúc cũng được tôn quyền vốn là người chí hiếu thấy mẹ nói thế liền vâng lời trở ra gọi lã phạm bảo ngày mai mở một yến tiệc ở nhà phương trượng chùa cam lộ để quốc thái xem mặt lưu bị. Lã Phạm nói, sao không sai giả hoa phục sẵn 300 quân đào phủ ở hai bên hành lang? Hệ thấy quốc thái có ý không bằng lòng, thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà trói lưu bị lại. Quyền y lời, bảo giả hoa sắp sẵn mọi việc đâu vào đấy, chỉ chờ xem ý quốc thái ra sao thôi. Lại nói, kiều quốc lão từ biệt quốc thái trở về sai người báo tin cho huyền đức ngày mai ngô hầu và quốc thái thân đến gặp mặt vậy phải để ý cẩn thận huyền đức bàn với tôn càng và kiều quốc lão đến trước chùa cam lộ vào nhà phương trượng ngồi chơi tôn quyền dẫn một ba mưu sĩ cùng đến sai lã phạm ra nhà khách mời huyền đức huyền đức mặc áo giáp nhỏ ở trong ngoài khoác cẩm bào các tùy tùng đều kiếm đi theo lên ngựa thẳng tới chùa Cam Lộ. Triệu Vân mặc áo giáp, nai nịt gọn ghẽ, dẫn 500 quân bảo vệ. Huyền Đức đến cửa chùa xuống ngựa vào ra mắt tôn quyền trước. Quyền thấy Huyền Đức diện mạo phi thường đã có ý sợ. Hai bên chào hỏi nhau rồi, vào nhà phương trượng ra mắt quốc Thái. Quốc Thái thấy Huyền Đức mừng lắm, nói với kiều quốc lão. Người này thật đáng rể ta lắm. Quốc lão nói, huyền đức có dáng như rồng như phượng uy nghi đường bệ vả lại nhân nghĩa dội khắp thiên hạ quốc thái được rễ hiền như thế thật đáng chúc mừng huyền đức lạy tạ cùng ăn yến ở trong nhà phương trượng một lát tử long đều gươm đi vào đứng bên cạnh huyền đức quốc thái hỏi người nào huyền đức bẩm đó là triệu vân ở thường sơn quốc thái nói có phải là tướng cứu được A Đậu ở trận đương dương trường bản đó không? Huyền Đức nói, bẩm chính phải. Quốc Thái khen, thế mới thật là tướng quân. Nói rồi ban cho Triệu Vân một cốc rượu. Vân bảo Huyền Đức rằng, tôi vừa đi xem xét ngoài hành lang, thấy có quân đào phủ mai phục trong phòng. Tất nhiên có chuyện chẳng lành, chú công nên kêu với quốc thái. Huyền Đức liền đến quỳ trước mặt quốc thái khóc mà nói rằng: Quốc Thái nhược bằng muốn giết Lưu Bị thì bị xin ra đây để chịu chết. Quốc Thái hỏi: Sao lại thế? Huyền Đức thưa: Quân đào phủ mai phục hai bên hành lang, không có ý giết bị thì để làm gì? Quốc Thái nổi giận mắng Tôn Quyền rằng: Này Huyền Đức đã là rể ta thì cũng như con ta, sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết gọi lã phạm ra hỏi. Phạm lại đổ lỗi cho giả hoa. Hoa cũng nín lặng. Quốc thái sai tả hữu lôi ra chém. Huyền Đức can rằng. Trong việc vui mừng không nên chém đại tướng. Nếu chém thì việc kết thân sẽ bất lợi. Bị này khó ở đây hầu hạ quốc thái. Kiều quốc lão cũng khuyên can. Quốc thái mới mắng đuổi giả hoa. Quân đào phủ tên nào tên nấy ôm đầu lũi thủi đi ra. Làm bàn, Chu Du dùng các kế chính. một, Mỹ nhân kế, gả em tôn quyền cho Lưu Bị. 2. Điệu hổ Ly Sơn, dụ Lưu Bị rời Kinh Châu, sang Đông Ngô, nhân đó bắt giam làm con tin để đòi lại Kinh Châu. 3. Đánh rắn dập đầu, quyết giết tên đầu não là Lưu Bị. Khổng Minh áp dụng các kế chính. 1. Đầu thạch vấn lộ hoặc đã thảo kinh xà cho người mang dê và rượu vào bái kiến quốc lão để kiều quốc lão báo cho quốc thái biết là hàng ổ của tôn quyền chu du đưa quốc thái và kiều quốc lão vào cuộc hai vô trương thanh thế cho 500 quân lính kẻ áo thắm người quần điệu tấp nập mua sắm để mọi người trong thành đều biết việc lưu bị làm rễ đông ngô ba từ hai kế trên dẫn đến kế thứ ba là giả thành thật dĩ giả cầu chân chuyện đám cưới giả thành đám cưới thật. Kế thứ ba, dĩ Tĩnh chế động lấy tỉnh chế động. Dĩ tỉnh chế động là lấy cái tỉnh khống chế cái động. Nguyên tắc của kế lấy tỉnh chế động là muốn duỗi thì phải co, muốn cao thì phải thấp, muốn người khác nói thì phải im lặng, muốn bắt thì thả ra. Là có mềm thì buộc mới chặt, tỉnh là âm, là con mái, là ở dưới, động là dương, là con trống, là ở trên ông có thể chế được dương kẻ cương cường hành động thường bộc lộ yếu điểm bình tĩnh quan sát đợi cho đối phương hành động và lộ ra yếu điểm thì có thể chế ngự được tỉnh cũng có nghĩa là bình tĩnh thì mới tỉnh táo không bị mê hoặc tâm trí bởi sự náo động tranh chấp thí dụ a à, tôi đã trúng kế rồi Tô Tần lúc đó đã thuyết phục được vua Triệu và năm nước kia tề, sở, yên, hàng, ngụy đã kết thành khối hợp tung. Nhưng sợ Tần đánh các nước này, dùng võ lực làm hỏng mất tung ước. Tô Tần muốn đặt một người bên cạnh vua Tần để ghiềm lái vua Tần, nhưng thấy không ai làm nổi việc ấy, bèn cho người mớm ý cho Trương Nghi rằng. Xưa, ông thân với Tô Tần lắm. Hiện Tô Tần đã có địa vị, nắm quyền binh trong tay, sao ông không đến nhờ ông ấy giúp đỡ, kiếm đường cho ông thực hiện ý nguyện. Trường nghi bèn sang triệu, dân thư xin ý kiến Tô Tần. Tô Tần dặn người canh cửa không cho trương nghi vào và cũng không để cho đi, bắt chờ đợi cả mấy ngày rồi mới tiếp. Lúc tiếp lại bắt ngồi dưới thềm và cho ăn như cho lũ con đòi đầy tớ, còn trách móc, bảo, tài năng như anh mà chịu đứt ấy làm gì tôi chả giúp anh nên giàu nên sang song thật ra anh không đáng cho tôi giúp rồi thoái thác và để mặc cho trương nghi đi trương nghi đến thăm tô tần lòng vẫn chắc mẫm rằng mình là chỗ bạn cũ thì thế nào cũng được giúp đỡ ai ngờ giúp đỡ đâu chưa thấy chỉ thấy bị làm nhục nghi nghĩ bụng chư hầu chả có nước nào mình thờ được chỉ có mỗi nước tần là có thể làm cho triệu khốn đúng mà thôi Trương Nghi bèn đến nước Tần. Tô Tần làm nhục Trương Nghi rồi nói với viên xá nhân của mình. Trương Nghi là bậc hiền sĩ trong thiên hạ, ta có phần không bằng ông ấy. Ta đắc dụng trước chả qua là nhờ may đó thôi. Cái người có thể cầm quyền ở từng được là Trương Nghi, chỉ có mỗi Trương Nghi thôi. Có điều là ông ấy nghèo quá, không có tiền là lót để giới thiệu cho vào ý kiến Tần Vương. Ta sợ ông ấy hám cái lợi nhỏ mà lỡ việc cho nên mới tìm cách cho ông ấy đến gặp ta để ta làm cho ông ấy nhục mà phẫn chí. Ông hãy ngầm giúp ông ấy hộ ta. Rồi tô tần tâu triệu vương, xin xuất vàng lụa, ngựa xe và cho người ngầm theo trương nghi, trọ cùng với trương nghi một quán. Dần dạ, người này lân la làm thân với trương nghi, giúp trương nghi ngựa xe, tiền bạc, cần cái gì, giúp cái đó, mà không cho biết những cái đó từ đâu ra. Nhờ vậy, Trương Nghi được ý kiến Tần Huệ Vương. Huệ Vương dùng Trương Nghi làm khách khanh, cùng Trương Nghi bàn định kế hoạch đánh các nước chư hầu. Bấy giờ viên xá nhân của Tô Tần cho theo giúp Trương Nghi mới cáo biệt Trương Nghi. Trương Nghi nói, Nhờ ông, tôi mới được hiển đạt. Tôi sắp sửa đền ơn ông, tại sao ông lại đi? Viên xá nhân nói, Tôi không biết ông, người biết ông là Ngài Tô. Ngài Tô sợ Tần đánh triệu làm hỏng kế hoạch hợp tung và cho rằng trừ ông ra, không ai nắm nổi quyền hành ở Tần, cho nên mới chọc tức ông, rồi sai tôi ngầm giúp ông tiền bạc, tất cả đều là kế hoạch của ngài Tô. Nay ông đã đắc dụng, tôi xin được về báo tin cho ngài Tô rõ. Trường Nghi nói: "Trời ơi, thì ra tôi trúng kế Tô Tần mà không biết, rõ ràng tôi không bằng Tô Tần." vả lại tôi vừa mới cầm quyền, làm sao tính chuyện đánh triệu được. Ông hãy cảm ơn Ngài Tô hộ tôi. Ngài Tô còn sống ngày nào thì tôi chả dám nói năng gì đâu. vả chăng Ngài Tô còn thì trường phương nghi này còn có tài chi. Lạm bàn. Một, Tô Tần muốn Tần không đánh các nước phá thế hợp tung. Phải có người kèm giữ bên cạnh vua Tần, tức là tỉnh chế động, là lạc mềm buộc chặt. Tô Tần tìm cách kích bác, Hạ nhục Trương Nghi, để Trương Nghi tức giận vào đất Tân tìm cơ hội trả thù Tô Tần, là muốn bắt thì phải thả cũng là kế khách tướng. Hai, có người cho rằng Tô Tần và Trương Nghi là hai tay lái buôn chính trị giỏi của thời Xuân Thu chiến quốc. Cùng học với Quỷ cốt nhưng xét ra tình đồng học của Tô Tần đối với Trương Nghi tốt hơn bàn quyên đối với Tôn Tẩn. Thí dụ B, được voi đòi tiên, đầu đời nhà Hán, mạo đốn nước hung nô vừa xưng vương. Vua nước đông hồ muốn thăm dò thực lực, bèn say sứ thần đến đòi mạo đốn dân ngựa thiên lý. Mạo đốn học quần thần thương nghị, có người tâu. Cả nước chỉ có con ngựa thiên lý, không thể dâng cho người khác. Mạo đốn nói, ta với nước đông hồ là nước láng giềng, vì một con ngựa mà mất đi tình nghĩa là không nên nói xong giao ngựa cho sứ giả đem về mười ngày sau đồng hồ sai sứ giả đến đòi mạo đốn dân hoàng hậu mạo đốn lại hỏi quần thần ai nấy đều tức giận nói vua đồng hồ thật là láo xược muốn lấy cả hoàng hậu nước ta trước là chém đầu sứ giả sau là cất quân đi trị tội mạo đốn từ tốn nói vua đồng hồ đã thích vợ ta thì dâng cho ông ấy không vì một người đàn bà mà mất tình nghĩa lân bang nói xong lại giao hoàng hậu đưa về đông hồ chưa được mấy tháng sứ thần lại sang đòi mạo đốn phần đất biên giới của hai nước mạo đốn lại học triều thần mọi người tranh cãi kẻ thì bảo cắt đất người thì bảo là không nên mạo đốn đứng dậy dõng dạc phán đất đai là gốc của một nước làm sao có thể cho được Nói xong thét tả hữu lôi sứ thần ra chém đầu. Sáng hôm sau, mạo đốn khoác chiến bào, giống trống, tiến quân ào ạt vào đông hồ. Quân đông hồ không kịp trở tay, đại bại. Mạo đốn xông thẳng vào điện giết chết vua đông hồ, tiêu diệt nước này. Lạm bàn. Một, vua đông hồ được voi đòi tiên, được ngựa thiên lý, đòi hoàng hậu, được hoàng hậu nước người lại còn đòi đất đai láo xược, hiếp người, gây chiến quá đáng. Cái dở là gây chiến nhưng không phòng bị người phàn công. Cuối cùng, ngựa không được cưỡi, người đẹp không được sống chung, thần bị giết, nước bị tiêu diệt. 2. Mạo đốn là người bình tĩnh, kiên nhẫn và nhịn nhục hiếm có. Mạo đốn thỏa mãn những đòi hỏi của đối phương, kể cả những đòi hỏi vô lý là bắt dân cả vợ, làm cho đối phương chủ quan, không phòng bị khi đối phương thỏa mãn được những đòi hỏi, sinh ra kiêu mạng chủ quan, bộc lộ yếu điểm thì mạo đúng nhanh chóng hành động, ào ạt xuất quân, thanh toán kẻ thù nhanh gọn, như hổ đói thu mình rồi lao xuống núi vồ mồi. Kế thứ tư, giả si bất điên giả ngu si nhưng không điên. Giả si bớt điên là giả kẻ tầm thường, ngu dại, hồ đồ để che giấu mưu mô, mục đích của mình, qua mắt đối phương, ẩn kín sâu xa im lặng như sấm sét tự giấu mình trong mây những ngày đông giá rét người muốn thực hiện cái này phải hết sức bình tĩnh tự hạ thấp mình nghe ngóng quan sát lời nói sự việc của đối phương và biết lợi dụng những điều kiện hoàn cảnh khách quan để che giấu ý tưởng thí dụ a à, tôi là người trần mắt thịt huyền đức sau khi nhận chiếu chỉ trừ tào tháo sợ tháo nghi mình mưu đồ gì bèn làm một vườn rau ở sau nhà ngày ngày vuông xới tưới tắm để làm cách che mắt cho tháo khỏi ngờ quang trương thấy vậy hỏi rằng anh không lưu tâm đến việc lớn thiên hạ học làm chi cái việc của kẻ tiểu nhân này huyền đức nói hai em đâu biết ý anh hai người từ đó không dám nói gì nữa một hôm quang vũ trường phi cùng đi chơi vắng huyền đức đang lom khom tưới rau bỗng thấy hứa chữ và trương liêu dẫn vài chục người vào vườn, nói rằng, thừa tướng sai chúng tôi đến mời sứ quân đến ngay phủ. Huyền Đức giật mình, hỏi, việc gì khẩn cấp thế hai ông? Hứa chữ thưa, hai chúng tôi thấy sai thì vân mệnh đi mời, chứ không được biết chuyện chi. Huyền Đức theo hai người vào phủ ý kiến Tào Tháo. Tháo cười nói rằng, huyền đức độ rầy làm việc lớn lao đấy nhỉ? Huyền đức sợ tái mặt, tháo cầm tay huyền đức dắt vào vườn ở sau nhà, nói rằng, huyền đức học làm vườn, chắc không phải là việc dễ dàng. Huyền đức bấy giờ mới vững dạ, đáp rằng, không có việc gì, làm để tiêu khiền đó thôi. Tháo nói, vừa rồi thấy trên cành mai có quả xanh, sức nhớ khi đánh trưng tú, đi đường không có nước, tướng sĩ khác rác cả cuốn họng. Bấy giờ ta nghĩ ra một kế, cầm roi trỏ hảo nói rằng trước mắt có rừng mơ. Quân sĩ nghe nói đến mơ, ai cũng ứa nước giải, đỡ được khát nước. Này có mơ thật, này hái xuống mà thưởng. vả lại, rượu nấu vừa chín, cho nên mời sứ quân đến tiểu đình uống rượu. Huyền Đức bấy giờ trấn tĩnh lại được, theo đến tiểu đình, đã thấy bầy mâm bát, giữa bàn bày một dĩa mơ xanh, một bình rượu nóng. Hai người đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà say, chợt thấy mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp kéo đến. Quân hầu trỏ lên trời bẩm, có vòi rồng lấy nước. Tháo và Huyền Đức cùng dựa bao lân ngắm xem, Tháo hỏi. Sứ quân có biết rồng biến hóa thế nào không? Huyền Đức nói. Tôi chưa được tường. Tháo nói rồng lúc thì to, lúc thì nhỏ, lúc thì bay, lúc thì nấp, lúc to thì nổi mây phun mù, lúc nhỏ thì thu hình ẩn bóng, khi bay ra thì liền trong trời đất, khi ẩn thì lẫn núp ở dưới sóng. Nay đang mùa xuân, rồng gặp thời biến hóa, cũng như người ta lúc đắc chí, tung hoành trong bốn bể, rồng ví như anh hùng trong đời vậy. Huyền Đức này đã đi khắp bốn phương bao nhiêu anh hùng đời này hẳn đã biết cả xin thử nói cho nghe huyền đức thưa bị này người trần mắt thịt biết đâu được anh hùng tháo nói huyền đức không nên nhúng mình quá huyền đức nói bị này nhờ ơn thừa tướng làm quan trong triều anh hùng trong thiên hạ thật không được biết tháo nói đã đành không biết mặt nhưng cũng có nghe tiếng chứ huyền đức nói viên thuật ở hoài nam binh lương nhiều, có thể cho là anh hùng được chăng? Tháo cười nói, xương khô trong mã, chỉ nay mai là ta bắt được. Huyền Đức lại nói, anh viên thuật là viên thiệu ở Hà Bắc, bốn làm tam công, có. Nhiều đầy tớ cũ, hiện nay như con hổ giữ hùng cứ quý châu, bộ hạ nhiều tay tài giỏi, có thể là anh hùng được chăng? Tháo lại cười nói. Viên thiệu ngoài mặt mạnh bạo, trong bụng nhút nhát, thích mua mẹo mà không quyết đoán, làm việc lớn mà lo đến bản thân, thấy lợi nhỏ thì lại quên mình, không thể gọi là anh hùng được. Huyền Đức nói, có một người nổi tiếng trong đám kẻ Tuấn Kiệt, uy danh khắp cả chính châu là Lưu Cảnh Thăng, có thể cho là anh hùng được chăng? Tháo lại cười nói, Lưu Biểu có hư danh nhưng không có thực tài không phải là anh hùng. Huyền Đức lại nói, có một người sức lực đương khỏe, đứng đầu xứ Giang Đông là Tôn Bá Phu, hẳn là anh hùng. Tháo nói, sách nhờ danh tiếng của bố, không phải là anh hùng. Huyền Đức lại hỏi, Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có phải là anh hùng không? Tháo nói, Lưu Trương tuy là tôn thất, nhưng chỉ là con chó giữ nhà, sao gọi là anh hùng được? Huyền Đức lại nói, như bọn trương tú, trương lỗ và hàng toại thì thế nào? Tháo vỗ tay cười to, lũ tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì? Huyền Đức nói, ngoài những người ấy ra, bị thật không còn biết ai nữa. Tháo nói, anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mô cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ có chí nuốt cả trời đất kia. Huyền Đức mới hỏi, ai có thể súng đáng được như thế? Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình nói rằng, anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và tháo mà thôi. Huyền Đức nghe nói, giật nảy mình, thề, đôi đũa đương cầm ở tay, rơi xuống đất. Giữa lúc bấy giờ, cơn mưa u ám, có một tiếng xét thực dữ. Lưu bị từ từ cúi xuống nhặt đũa và thề, nói tản rằng Gớm ghê, tiếng sét dữ quá. Tháo cười hỏi rằng, trượng phu cũng sợ sấm mà. Huyền Đức nói, Đức Thánh ngày xưa lúc gặp sấm dữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi là tôi đây sao lại không sợ. Huyền Đức đã che đậy được hết cả việc giật mình đánh rơi cả thì đủ khi nghe Tháo gọi mình là anh hùng. Tháo thấy thế không ngờ gì Huyền Đức nữa. Lạm bàn. Một, Tháo muốn khơi gợi bàn về thời thế luận anh hùng để cho Lưu Bị bộc lộ quan điểm và chí hướng của mình. Lưu Bị thì cố gắng che đậy, né tránh. Khi Tào Tháo chỉ thẳng vào Lưu Bị, cho Lưu Bị là anh hùng thời nay thì Lưu Bị rất lúng túng, may nhờ tiếng sét mà trấn tĩnh lại được. Lưu Bị còn giả làm vườn tứ râu làm cho Tháo lầm Bị là kẻ tầm thường không có mưu đồ sâu xa. 2. Hai mưu kế đối chọi nhau, Tào Tháo ứng dụng đầu thạch vấn lộ. Lưu Bị dụng kế giả si bớt điên nhưng xem ra Lưu Bị đóng kịch khéo hơn vì ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Đóng kịch không tỉnh táo, không nhập vai, không khéo thì bị trừ khử ngay. Ba xẹt. Nếu theo hình tượng thì Lưu Bị như con rồng lẩn khuất dưới vực sâu, ẩn nấu chờ thời. Bốn. Lão Tử dạy người ta Biết như con trống mà như con mái. Thông thường, khoe thông minh, khoe tài thì dễ. Dấu tài, dấu sự thông minh thì rất khó. Thí dụ B, con chìm bà năm không bay, không hót. Thời tệ uy vương, nhà vua thích câu đố, tiếng lóng, hàm mề khoái lạc, rượu uống thâu đêm, chẳng còn để ý chính sự, nhất thiết phó thác cho các quan khanh, đại phu. Trong thì bách quan hoang loạn ngoài thì chư hầu cùng xâm lấn quốc gia nguy vong trong vòng sớm tối các quan thân cận chẳng ai dám can thuần vu khôn dùng lời bóng gió tâu rằng trong nước có một con chim lớn đậu ở sân nhà đại vương ba năm cũng chẳng bay cũng chẳng hót đại vương có biết con chim đó là chim gì không vua nói con chim đó không bay thì thôi đã bay thì bay vút tận trời không hót thì thôi đã hót thì mọi người phải kinh ngạc. Và cho triệu 72 viên huyện trưởng về triều, thưởng một viên tước mặt đại phu, giết một viên A đại phu, ào ạt xuất quân. Chư hầu hoảng sợ, đều trả lại hết đất đai đã lấn của tề. Uy danh tề uy vương lừng lẫy trong 36 năm. Lạm bàn một Có sách dẫn là sở trang vương, khi lên ngôi còn quá trẻ, ông để cho triều thần nắm quyền. 2 trong 3 năm giả bộ ăn chơi, hư hỏng nhưng thực chất để quan sát tình hình, đợi thời cờ chín mùi mới hành động, lấy lại những gì đã mất. Kết thúc phần 2. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở phần 3 với nội dung Nội kiện chi sách, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.